cùng anh trắng nhẹ lay trong nắng, cơn gió ghé qua đưa cánh hoa bay xa. Cuộc đời này yêu thương lan tỏa như hoa bồ công anh. Nụ cười, ôi những nụ cười bừng sáng và rạng ngời. Bạn thân mến, khi bạn cùng chúng tôi được ngắm nhìn những nụ cười rực rỡ và tràn ngập ánh sáng này, bạn đang cảm nhận điều gì? Là niềm vui? Là sự lạc quan? Sự tươi mới? Hay là bạn đang nhận lãnh những kết nối của tình thân? Là Hồng Lợi, là Minh Đài, là vợ chồng của anh Tý và chị Diễm, những anh chị em khuyết tật này, chân dung nụ cười của họ đôi khi lại là giọt nước mắt. Khi đi bán người ta mình cảm mình đó, mình lợi người ta, thổi mình đó, mới thổi mình, chẳng mình. Vì sao lại vậy? Vì nụ cười ấy mang trong đó khát vọng sinh tồn giữa nghịch cảnh đời khuyết tật, mang trong đó nghị lực vượt trội vươn lên để sống một cuộc đời tự chủ và có ích. Và mang nặng trong những nụ cười bừng sáng đó là tình yêu thương thiết tha giữa bao gian nan. Bạn hãy cùng chúng tôi thêm một lần bước vào mênh mông cuộc đời rộng này với những con người nhỏ bé nhọc nhằn đầy ân tình này nhé. Ủa chị Đài, vậy là hai vợ chồng chị anh Tý với chị Diễm là hay bán ở đây hả chị? Hai vợ chồng chị Diễm ngoài sửa xe đạp, giá xe đạp đó là hai vợ chồng bán ở đây. Ơ kìa, hai vợ chồng. Em chào anh chị. Hôm nay trời khỏe không anh? Dạ khỏe. Lần trước anh em mình gặp nhau tại nhà trọ ha. Dạ. Thì bữa nay em nghe chị Đài nói là muốn đi tìm anh chị thì anh chị hay bán khu vực này. Dạ. Thì chị Đài dẫn em đến đây thăm và giao lưu với anh chị nè. Dạ. Mời không anh chị? Dạ. Buổi sáng giờ bán còn nhiêu? Còn nhiêu nè, còn 80 tờ 200. Dạ, còn 80 à. Thôi, 80 tờ hả? Thôi dạ. Đi giờ bốn anh em mình chia nhau ra đi để dạ. Em với chị Đài bán phụ anh chị. Dạ. Rồi xong rồi bán hết mình mới nghỉ nha. Dạ. Rồi chị sẽ đi với Diễm. Rồi em đi với Diễm. Anh Tý nha. Dạ. Rồi bây giờ mình chia ra. Rồi em cầm phụ anh bây nha. Giờ hai chị em mình đi hướng này. Dạ. Cho rồi. Nó mát, còn dạ. Thanh niên đi hướng này cho dạ. Nó khỏe hơn. Bây giờ bán hết rồi mình mới được nghỉ nha. Dạ, cho. Bán hết rồi mới gặp nhau nha. Cái này nhiệm vụ của em á, em được giúp anh chị là em vui lắm á. Rồi. Rồi chúng ta đi bán. Đi anh Tý ơi. Ủa thường là mấy giờ anh ra anh bán anh Tý? Dạ 7-8 giờ rồi. 7-8 giờ hả? Dạ. Đến khi nào mình về anh? Dạ bán hết giờ nào về giờ nấy anh. À rồi cơm nước ở nhà thì sao anh? Dạ cơm nước ở nhà thì nhờ mẹ vợ bả nấu nướng đồ với mẹ vợ mấy con đứa bé. Dạ. Anh bán ở đây lâu chưa anh? Dạ lâu rồi. Em ơi giúp đỡ giùm anh nha. Ủng hộ giùm đi em ơi. Ủng hộ giùm đi em, hai em. Em xin cảm ơn em nhiều nha. Anh Tý, đây, khách đây. Anh cứ ngồi đó đi. Em ơi, em có thể lựa số. Đó. Em muốn lấy bao nhiêu tờ cũng được. Dạ đúng rồi, không sao, cảm ơn em nhiều. Em lấy vui là anh tụi anh vui hơn đó. Thôi, để em một cái. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi, của em. Dạ, lấy con này. Dạ. 20, của em 20 không? Hai em 20. Rồi, đưa cho anh em đi rồi. Rồi, cảm ơn hai em nhiều nha, chúc sức khỏe hai em. Dạ. Rồi, mấy em trai ơi, lấy số không? Đi anh Tý ơi, anh em mình đi. Mấy em ơi, mua lấy số ủng hộ đi mấy em. Số em ơi. Mấy em cứ lấy giùm anh mấy tờ cũng được. Rồi, cảm ơn tụi em nhiều nha, chúc sức khỏe tụi em nha. Đây em. Rồi, cảm ơn tụi em nhiều nha, chúc em đi chơi vui vẻ. Dạ. 4 tờ đó. 4 tờ với số đó.
Sáng giờ đi giúp đỡ hai vợ chồng Tí Diễm bán mới cảm nhận được cái cuộc sống này thật là có những tình cảm, những con người rất là yêu thương chúng tôi. Tuy chúng tôi khuyết tật, chúng tôi đi bán thì chẳng những họ mua cho chúng tôi những tờ giấy số, họ còn bo tặng cho thêm tiền để mà họ không có lấy những tiền thối và giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi cảm nhận được một điều, chúng tôi tuy khuyết tật nhưng mà được luôn luôn được sống trong vòng tay của tất cả cộng đồng mọi người. Tôi cảm ơn cuộc sống này, tôi cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm đại diện cho anh em khuyết tật, cảm ơn tấm lòng của quý vị. Anh lên được không? Đây, đây. Đó. Một ngày như vậy thì hai vợ chồng mình, hai vợ chồng anh chị bán được bao nhiêu tờ? Dạ lúc trước thì nào nói ngay đi bán thì được 200-300 có. Dạ. Rồi bây giờ từ dịch bệnh tới giờ bán có hai vợ chồng có 200 vé, 250 vé. Ồ. Dạ. Chiều là mình về nhà nghỉ ngơi hả anh? Dạ, về nhà nghỉ ngơi là 4-5 giờ rồi đi rồi đó. Đi đâu anh? Đi bán. Là à chiều đi bán tiếp. Dạ. Chiều cái số là đi Vũng Tàu tiếp. Đây luôn. Rồi, ở đây luôn hả? À, bé Diễm hết tiền. Rồi cảm ơn em nha chị, nếu mà chúng số nữa là ở lại Vũng Tàu mua đất luôn không? Anh bán về rồi mà anh còn sửa xe rồi ở nhà nữa đúng không anh? Dạ còn. Thì mình làm... Dạ còn hả? Dạ. Thì lúc những lúc có khách đó thì mình làm như thế nào? Dạ giá tỷ như mình sửa, mình bán nửa buổi. Mình bán nửa buổi rồi còn nửa buổi mình sửa. Chừng nào khách người ta đặt đó, mình mới sửa. Người ta không đặt thì mình đi bán suốt. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Rồi anh ơi. Dạ cảm ơn. Rồi cho em thêm mấy tờ nó đi, thêm một cọc nó đi. Ở nhà mình mấy cháu đồ ngoan không anh? Được, ngoan. Thằng lớn nó cũng 15-16 tuổi rồi, à. Nó cũng làm chuyện nhà được. Cũng phụ bà coi em đồ. Dạ. Đúng không anh? Phụ bà với làm chuyện nhà đồ. Dạ. Em nó còn nhỏ đó, rồi dạ. Nó tiếp bà nó, mà bà nó thì cũng lớn rồi. Được. Nó... Cũng hơi khó... Hơi yếu. Dạ, hơi yếu. Thể phụ giúp gia đình nữa. Dạ. Cái số cô ơi? Số mấy chị ơi? Em nghe nói là lúc trước hai anh chị có tham gia bơi lội đúng không anh? Dạ có. Dạ. Bơi lội lúc đó là ở thành phố nó đăng cai á. Dạ. Mình tham gia cho vui đúng không anh? Dạ cho vui. Mà anh thấy không có chào, cực không? Không chào mà. Dạ đúng rồi, anh thấy có cực đúng không? Cực chứ. Phải tập vợt đồ mấy tháng trời á. Anh chị ở gần đây không? Ở tới phường 12 lận. À, phường nhà đó. Dạ. Từ đây xuống đó thì khoảng bao nhiêu phút anh? Khoảng cả 25 phút à. 25 phút à? Ồ cũng dạ. Xa đó. Xa, Vũng Tàu với Bà Rịa thì mình nằm đoạn giữa đó. À. Rồi trọ mình thuê thì mình ở bao nhiêu một tháng anh? 1,5 triệu. 1,5 triệu ha. Dạ. Anh đọc số điện thoại mình gọi mình hỏi thăm chị đi. Em đi tới đâu rồi? Đây nè, đây nè, em mà bán được không? Còn có mấy tờ hết rồi chị, không hỏi em tờ chị. Giỏi dữ vậy ta. Còn có 92 chị, em còn 9 tờ à. Wow, à, mừng quá ta ơi. Còn, à. Còn chừng mười mấy 20 tờ á. Vậy là dở hơn 2 chị em tôi rồi. Em bán giỏi mà. Còn 2 chị em còn có 9 tờ hết rồi. Có tiền bo nữa đó. Mừng quá, wow, có tiền bo luôn. Xuống không? Nghe vậy cũng vui anh ha. Gặp nhau ơi.
gặp nhau mà quay lại chỗ nãy đi. Rồi, mình quay lại chỗ nãy đi nha, để mình gặp với chị nha. Học lại rất là vui khi mà tham gia chương trình Lan Tỏa Yêu Thương này, bán vé số cùng với hai vợ chồng anh chị. Mình trải nghiệm và mình kiếm được từ những đồng tiền lao động, và lại cảm thấy rất là hạnh phúc. Mình kiếm những cái đồng tiền đích thực này, cảm thấy rất là vui. Và điều đó là thật sự rất là hạnh phúc, thưa các bạn. Em cảm ơn chương trình đã giúp đỡ vợ chồng em. Và hôm nay đi bán cái chị Đài nè, với anh Hồng Lợi rất là vui, rất là thoải mái. Chưa bữa nào đi bán vui như bữa nay. Em bán rồi, ta đưa tiền dư, em thối lại, nhưng mà người ta không có lấy, người ta cho em luôn. Người ta tặng tiền cho mình, người ta cũng như là ta muốn giúp đỡ mình, đưa một có số tiền gì đó cho mình đỡ cực nhọc thêm, đi bán cho đỡ trang trải thêm. Dạ. Hai vợ chồng đi bán em á là cái tiền số vốn của em, số lời á, em lấy ra là em đóng tiền học cho con nè, đóng tiền nhà nè, đi chợ mua đăng cho con. Lan Tỏa Yêu Thương là có ý nghĩa là yêu thương những người khuyết tật nè, những mảnh đời khó khăn nè, như em vậy đó. Dạ. Cảm ơn mấy anh chị nhiều. Hôm nay anh này, anh Tý sẽ được về nhà sớm và ăn cơm với gia đình. Đây là vợ anh đây. Đây là hai vợ chồng. Hai vợ chồng rất là vui. Em cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Dạ. 1, 2, 3. Lan Tỏa Yêu Thương. Lan Tỏa Yêu Thương, Lan Tỏa Yêu Thương. Giữa nắng trời miền biển, giữa xôn xao phố rộng, trong niềm vui tiếng cười cuộc mưu sinh lương thiện, ta thấu thương niềm hạnh phúc lan tỏa trong lặng lẽ nhịp đập trái tim mình, có phải không? Rao bán từng tờ vé số mưu sinh như rao bán sự may mắn cho người, để nhận lại cho mình niềm hy vọng, niềm hy vọng về tình người giữa cuộc bôn ba. Chương trình Lan Tỏa Yêu Thương về đến địa bàn phường 12 và vào tận gia đình của anh chị. Đối với những cái người lành lặn thì có thể là nó đỡ hơn phần nào, nhưng mà đối với những cái người khuyết tật thì cũng phải cố gắng vươn lên, phải là gấp 2, gấp 3 lần đối với những người bình thường. Khi mà vào thăm gia đình anh chị cũng rất là chia sẻ với anh chị, rất là ngưỡng mộ đối với gia đình anh chị. Đó là lần đầu khi chương trình Lan Tỏa Yêu Thương cùng với lãnh đạo địa phương phường 12 thành phố Vũng Tàu tìm đến thăm gia đình của chị Diễm và anh Tý. Những bước chân tật nguyền, hễ đôi bàn tay không lành lặn, điều gì có thể thiếu, có thể mất, nhưng với vợ chồng anh Tý, chị Diễm thì nghĩa yêu thương và niềm hy vọng không bao giờ thiếu, không thể hư hao trên phận người, tàn nhưng không phế. Vợ chồng thì mới quen biết thì bán vé số hoàn cảnh khó khăn như thế đó. Nó quen biết nhau thì cũng như là gặp nhau thì nắm tay nhau ấy thì vươn lên cuộc sống đó. Mình cũng nằm đêm tâm sự với vợ mình là gắng dành dụm đặng kiếm tiền kiếm bạc lo cho con ăn học bầu. Hãy để chương trình gửi đến và chỉ cho nhau thấy hình ảnh này. Đây, một đôi dép, anh một chiếc, chị một chiếc. Hai vợ chồng anh Tý và chị Diễm chung nhau một đôi dép trên mọi hành trình. Chung đôi, chung lòng, chung tình, chung sức. Vậy nên, chân dung giọt nước mắt mà bạn thấy đó, đôi khi trong đó là nụ cười. Vui tung tăng hơn hả? Em lùm cây hoạch nhỏ, lùm dây trồng cây. Khi đời em có ngày thôi hay quá rồi. Đây ơ là bao bướm bay à. Như con ông trong chị qua đại ngọc, như con ông trong chị bay lòng vòng trong sân đi tìm những nụ hoa đem mật ngọt cho đời. Ủa vậy mà lông sắt này thì nó mùn sao lên vậy? Dạ ký nó có được 1.000, 2.000. Đó, 1 ký 1.000, 2.000. Dạ. Không biết bao giờ có gì lon, nó không chịu, nó cũng không mua, nó cũng bỏ. À, mấy cá nó cũng không mua. Ủa mấy cá không mua luôn? Dạ, nó mua nó kén lắm. Rồi giấy thì mình tính cũng ký luôn hả chị? Ký được 1.000 mấy, 2.000 à. Cái này chỉ là kế hoạch nhỏ thôi chứ này mà thu nhập được nhiều. Vậy thì bán cái này kiếm tiền mua bánh cho mấy đứa nhỏ này hả? Kiếm thêm đúng không anh chị? Dạ. Thấy ở ngoài biển nó
phí. Dạ đúng rồi. Với lại vừa lụm về vừa ô nhiễm môi trường. Với lại đúng rồi. Sạch biển. Với lại mình dọn dẹp vệ sinh môi trường nữa. Dạ, cũng hay rồi. Ha anh chị ha. Vừa kế hoạch nhỏ nè, vừa sửa xe nè, vừa bán vé số vậy luôn. Cái như hai vợ chồng tháng thu nhập 50 triệu không? Có. Chứ bao nhiêu nè? Chứ bao nhiêu? Bây giờ nhiêu khai thiệt đi. Bây giờ khai thiệt đi. Tại vì sao xe đâu phải là ai cũng làm hoài đâu. Đúng rồi. Đó. Cũng lâu lâu thì cả năm mới được một chiếc. Ừ. Đó. Thì bán hai chồng bán một đêm một ngày thì có 200 đến 300 tờ thôi. 300 tờ thôi 300 rồi. 300 tờ. Cũng như cái 360 ngàn nha. Rồi. 360 ngàn. Dạ. Còn kế hoạch nhỏ là để mua bánh kẹo cho mấy bé em. Nhỏ dạ. Có hơi nhờ trong hội thôi. À, hỏi cho tập của thành phố Vũng Tàu. Dạ đúng rồi, cho gạo cho mì cũng đỡ tiền mua gạo ra. Vậy thu nhập cũng căng á. Căng, vất vả. Dạ. Vất vả. Nhà em thì ba đứa nít. Ba đứa nít nè. Hai chồng em với hai mẹ. Hai vợ chồng mà với mẹ nè là 6 người luôn. Dạ, đủ 6 ngón tay em luôn nè. Em thấy nhiều lắm luôn á nha. Bây giờ muốn nữa là không được nha. Em thấy 6 ngón tay. Đúng rồi, thôi 6 thôi. Dạ, mình cố gắng rồi. mình dạ, lo làm để mình chăm sóc nè. Là cho mấy đứa nhỏ đi học đến nơi đến chỗ. Dạ đúng rồi. Tài làm nhiều câu nói cho hai vợ chồng đến đấy lan tỏa yêu thương mà. Dạ đúng rồi. Tài ngủ ngộ hai vợ chồng lắm á. Nói chung nhìn cuộc sống của hai vợ chồng thì thấy một điều như thế này. À, chúng ta tuy là khuyết tật chúng ta cố gắng rất là nhiều. Dạ. Mọi cái cố gắng của chúng ta luôn luôn mong đợi là xã hội được công nhận. Dạ. Nhưng mà cái cố gắng đó đôi khi chúng ta cũng cảm thấy trùng lòng hoặc là chúng ta cảm thấy buồn cho số phận. Nhưng mà không vì thế mà chúng ta bỏ cuộc. Chúng ta phải luôn cố gắng. Không phải vì riêng hai vợ chồng nữa mà vì con chúng ta nữa. Vì tương lai của mấy đứa nhỏ nữa. Cho nên qua ngày hôm nay chị đi bán cùng chung với lại Diễm, chị mới cảm nhận được này. Không phải là họ không yêu thương chúng ta mà họ vẫn có người họ chia sẻ với chúng ta những khó khăn, họ mua giúp cho chúng ta từng tờ giấy số. Cho nên hai vợ chồng phải cố gắng thật nhiều để giúp đỡ và nuôi dưỡng mấy đứa nhỏ thành nên người và có ích cho xã hội đó. Thì chỉ mong là hai vợ chồng Tiến Diễm là coi như là luôn luôn khỏe mạnh để cố gắng để giúp đỡ và nuôi dưỡng mấy đứa trẻ như người. Bàn chân này vững bước dọc theo những con đường, trời xanh vẫn ngập nắng, lòng mình vẫn trong vắt yêu thương, vùng lên khỏi đêm tối, bước qua những hoang tàn, ngày mai sẽ lại sáng và hành trang là bao ước mơ tôi. Dù tương lai cuộc đời lắm trông gai, ta vẫn nhẹ nhàng bước đi, nhờ con tim ta gửi trao yêu thương và khao khát. Có một bình minh rất khác, ánh dương rạng ngời êm ái giữa trùng khơi, mặt trời sáng huy hoàng trên ngọn sóng, lan tỏa yêu thương tràn ngập trái tim người. Và những cảnh quay thực tế tiếp nối với ánh ban mai ngày mới tràn ngập những giai điệu thương mến giữa biển trời quê hương Vũng Tàu. Chương trình xin được xem đây là quà tặng ý nghĩa từ thông điệp vượt qua thử thách mà gia đình anh Tý và chị Diễm thực hiện. Dạ, đây là thử thách của chương trình dành cho MC Hồng Lời, anh Tý và chị Diễm. Dạ, xin mời chị Đài mở ra đọc. Dạ, hồi hộp quá chị ha, không biết thử thách gì đây ta, nhưng mà mình vẫn tươi vui. Thử thách bơi biển với Hằng Đông, MC Hồng Lợi và vợ chồng Tý Diễm bơi biển trong 30 phút. Hỗ trợ nghệ sĩ violon Bùi Quang Anh Thái. Có bao giờ anh chị bơi biển như thế này chưa? Dạ rồi ạ. Và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều tuyệt vời ngoài kia. Dạ. Cảm ơn anh ạ. À. Ba anh em chúng ta sẽ lắng nghe, vừa bơi vừa lắng nghe tiếng đàn violon của anh Thái nhé mọi người. Em hồi hộp quá và háo hức nữa.
những nghị lực sống và nỗ lực sống của hai anh chị mà thấy cảm thấy tiếng đàn của mình chưa bao giờ ý nghĩa hơn như ngày hôm nay. Chúc cho anh chị luôn luôn vui vẻ và vui tươi trong cuộc sống. Chúc cho anh chị gặp luôn những điều hạnh phúc nhất và tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Giai điệu đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta, đó có phải là những giai điệu từ chiến thắng bản thân, vượt lên nghịch cảnh và chinh phục những gian khó, như là giọt nước bé nhỏ nhưng chứa cả đại dương mênh mông ngoài kia. Chúng ta dù nhỏ bé và khiêm nhường trước cuộc đời rộng lớn, nhưng giá trị từ tình yêu thương và nghị lực sống thì thật cao rộng và đẹp đẽ biết bao. Xin cảm ơn những câu chuyện đời thật đẹp quanh mình. Wow, mệt quá. Dạ bên chị, bên chị mệt không? Dạ mệt. Sau mà khi thử thách 30 phút bơi rồi đó, em cũng rất là mệt đó, nhưng mà em cảm thấy phấn khởi quá. Biết sao không? Sao anh? Tại vì có hai anh chị bơi chung á. Trời ơi, thấy quá nhiệt tình luôn á. Dạ. Anh Tý với là Diễm thấy so với cuộc sống vật lộn với cuộc sống thì cái cuộc bơi lội như vậy nó vất vả hơn hay là cuộc sống vất vả hơn? Cuộc sống vất vả hơn. Em muốn xin vất vả hơn rồi. Ưu tiên vất vả hơn, đúng rồi. Nói chung ra em thì cái nào cũng vất vả nhưng mà phải vượt lên chính mình. Đúng rồi đó anh Tân Tý, đúng rồi. Cố gắng vượt lên. Lần đầu tiên Đài nghe được tiếng Vi Long giữa biển khơi mà giữa các vận động viên khuyết tật bơi lội thi với nhau, thử thách với nhau để vượt lên chính mình, vượt lên số phận để mà sống có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn anh Quang Thái đã tạo một cái âm thanh du dương, tạo lên những nốt nhạc vui cho cuộc sống. Cảm ơn tất cả các anh chị em hôm trong buổi sáng hôm nay. Tất cả những gì mà em trải qua với anh chị vừa rồi cho em thấy một điều rất là ý nghĩa như thế này. Nếu như chỉ có một mình anh hoặc một mình chị bơi giữa những con sóng, bơi giữa lênh đênh dưới biển này thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất đuối, cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng ở đây em thấy một cái sự thiêng liêng, đó chính là tình cảm ấm áp của gia đình. Và ở đây đó chính là vợ chồng, tình nghĩa sâu sắc khi anh chị gắn bó với nhau, cùng nhau trải qua những khó khăn trong cuộc sống. Ông bà mình nói là đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Và anh chị đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, tát đi những khó khăn, những vất vả trong cuộc sống, để rồi bước qua những cái thử thách đó, những thăng trầm đó, anh chị có được những hạnh phúc riêng của mình. Thật quý những tấm lòng đồng cảm trong cuộc sống này, và trong yêu thương lan tỏa sức sống tràn đầy vui mừng và lòng quan tâm cho nhau. Đó cũng là mùa xuân trong lòng mỗi chúng ta. Được làm như thế này thì rất là vui, rất là lan tỏa tình yêu thương cho đến mọi người như anh chị đây. Hai anh chị có thể vượt qua biết bao nhiêu con sóng. Dạ. Tại vì vẫn cho thấy được nghị lực của anh chị rất lớn. Yêu thương lan tỏa như hoa bồ công ơi. Ngày hôm nay, La Mèo cùng với hành trình lan tỏa yêu thương sẽ đến thăm gia đình anh Tý, chị Diễm. Với những món quà, cả vật chất lẫn tinh thần, trị giá 40 triệu đồng này, hy vọng sẽ đồng hành cùng với anh chị có một cái kế hoạch cuộc sống tốt hơn. Xin được cảm ơn nhà tài trợ La Mèo trong hành trình lan tỏa yêu thương đã mang tới cho những hoàn cảnh gia đình trong chương trình những quà tặng và sự khích lệ vươn lên trong cuộc sống. Vợ chồng anh Tý, chị Diễm không chỉ chinh phục được thử thách bơi biển vượt sóng, mà anh Tý, người đàn ông bị liệt chân trên mái nhà này, vẫn chu đáo tận tụy những việc chung riêng lớn nhỏ trong gia đình cùng với vợ con mình. Không khí thăm nhau, trò chuyện, chia sẻ lan tỏa niềm yêu thương và vui mừng. Hôm nay đại diện cho lãnh đạo địa phương. Dạ. Cùng nhà tài trợ cũng biết đến gia đình anh chị và nhân dịp xuân về thì kính chúc gia đình anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều may mắn tốt đẹp nhất đến với gia đình anh chị. Wow. Ngày hôm nay mình đại diện cho công ty La Mèo được đến thăm gia đình anh chị thì một lần nữa mình rất là cảm động trước tình yêu và sự cố gắng và hy sinh của anh chị. Hai anh chị như vậy nhưng mà nuôi dạy ba cháu rất là tốt. Hàng ngày lo đi kiếm tiền mưu sinh và cho các cháu ăn học rất là tuyệt vời. Đó là cái mà những người lành lặn giống như mình phải học tập. Thì ngày hôm nay để cùng phụ thêm tinh thần cũng như là hỗ trợ thêm cuộc sống, công ty La Mèo có
những phần quà muốn gửi tặng cho anh chị và các cháu. Đó là các cái sản phẩm mà được làm từ những người khuyết tật. Những sản phẩm này được làm bằng 100% là cô tông và được tạo tác từ những nghệ nhân, mà đây là nêu cao cái những nghệ nhân khuyết tật. Những sản phẩm này là do tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mình làm. Thì ngày hôm nay mình xin phép là về hiện vật thì gửi tặng quý anh chị. Dạ, đây rất là nhiều. Và ngoài ra phía công ty cũng muốn gửi tới anh chị một cái phần tiền, đó là 20 triệu đồng tiền mặt để các anh chị có kế hoạch phục hồi cuộc sống sau Covid và giúp cho các cháu có những cái kế hoạch học tập tốt hơn nữa. Cuộc đời này yêu thương hơn quá nhiều. Con Hành Nguyễn, bây giờ con tên gì nè? Con Tinh Nhân. Con Tinh Nhân hả? Hôm nay con vui không? Dạ vui. Vui vì sao nè? Vui vì cha mẹ con có đồ thêm. À, rồi bây giờ con có những cái lời gì gửi đến cô chú, anh mấy cô mấy chú nãy giờ đến đây tặng quà cho mình không? Con nói cho chú nghe coi. Con rất cảm ơn con chú và anh chị. Rồi. Cha mẹ con có nhiều đồ. Rồi, cảm ơn con. Rồi bây giờ con có hứa cái gì với cô chú nè, rồi cha mẹ mình không nè? Dạ có. Rồi con hứa cho chú nghe coi. Con hứa với cô chú sẽ rất yêu thương cha mẹ con. Rồi, rồi còn cái gì nữa? Cái gì mà quan trọng lắm á, nói chú nghe coi. Con hứa với cha mẹ con sẽ học chăm lo và học giỏi cho cha mẹ con vui. Đó, cái câu này là cha mẹ. Cái câu này là cha mẹ con thích nhất nè. Và cô chú đây luôn động viên tụi con cố gắng học giỏi, chăm ngoan để sau này mình phụ giúp cha mẹ mình nha. Yêu thương lan tỏa như hoa bồ công ơi. Bị tật từ bệnh từ nhỏ. Tôi lúc 1 tuổi là sốt bại liệt. Ông bị tai biến 2 năm nay rồi. Dạ. Không có điều kiện trị bệnh cho tôi. Nhưng mà đi ở bệnh viện Bà Rịa là rồi bệnh viện trên thành phố.